Vâng, đây là chương trình thông tin và thời sự cuối tuần do Chris Phan cùng với Michelle Đỗ chúng tôi có dịp trở lại với nhau trên làn sóng TV của VBS trong ngày thứ sáu. Cảm ơn quý vị. Trước hết xin kính chào quý vị và chúc cho quý vị có một ngày vui, bình an và hạnh phúc. Và chào Michelle Đỗ. Chào anh Chris Phan. Và Michelle cũng xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình thông tin và thời sự cuối tuần của đài VBS. Vâng, hôm nay là ngày rất là đẹp, phải công nhận trời xanh mây trắng, cho nên ngồi với một người rất là đẹp luôn và rất là uyên bác về thời sự, về thông tin cũng giống như về business. Và Chris thì trong 20 ngày đi chính tiểu bang ở miền đông nước Mỹ. Và quý vị biết là chúng ta đang ở tại Lý Đồ Sài Gòn, mình nói riêng và Nam Cali mình nói chung, rất là hạnh phúc, rất là diễm phúc. Chúng ta thấy được ánh nắng mặt trời, chúng ta thấy được bầu trời xanh, chúng ta thấy được những chiếc xe chạy, chúng ta đi qua tiệm quán đồ địa, nó rất là nhộn nhịp, sôi nổi và rất là gần gũi. Trong khi đó, đồng hương và đồng bào chúng ta ở miền Đông Bắc và Đông Nam họ kịp lạnh nghề, tuyết lên tới 6 feet. À, xin lỗi, 6 inch có lên tới có lúc lên 1 feet luôn. Cái chân của Michelle mà lún tới 1 feet là thấy hết thấy rồi đó. Phải không? Là mình đi rất là lạnh lắm. Chúng ta thèm một tô phở, chúng ta cần nghe tiếng Việt. Không có. Đó, nếu mà Michelle ở đó thì cái cảm giác thử suy nghĩ như thế nào? Vì sao đó thì thật ra đó, từ khi đặt chân đến Mỹ á, thì cái quê hương thứ nhì là ở California, là cứ ở đây, suốt nhiều năm lắm rồi. Có một lần vì sao đi làm rồi được đi công tác ở Sacramento. Thì trong cái buổi conference đó đang ngồi họp, tự nhiên nhìn ngoài trời thấy tuyết rơi. Pause, everybody nói xin chờ chút xíu nha. Chạy ra, wow, snow, sao mấy người tưởng mình sao cùng. tại vì chưa bao giờ thấy cảnh tuyết rơi cho nên chưa có hình dung được là cái những cái điều mà Chris đã... Hay là Lake Tahoe, nó gần, chắc gần Lake Tahoe. Dạ, đúng rồi, gần cái chỗ không phải là gần Lake Tahoe. Đúng rồi. Nó mới có tuyết. Dạ, gần Lake Tahoe. Và chúng ta rất là thích, chúng ta nhìn cái cảnh lãng mạn. Lần đầu tiên Chris đi trên cái hồ nó đông đá. Và lớp tuyết nó dày như thế này, 6 inch, và mình không biết cái dưới cái mặt nước hồ á, cái hồ nó cứng bao nhiêu inch. Nhưng mà muốn đi, mình đi để mình coi cảm giác như thế nào. Lấy cây chống từ từ ra. Cái thứ nhất là nó lạnh, cái thứ hai là nó sợ nó sụp, cái thứ ba cái cảm giác rất là thú vị. Mà đi giữa cái hồ, nếu mà sụp một cái là mình nghĩ mình sẽ làm bạn với diêm vương rất dễ dàng. Chứ sao mà bơi nó lạnh đến cỡ đó. Rất là đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta đã ở tại California, quý vị, chúng ta rất là diễm phúc, chúng ta rất là hạnh phúc. Và chúng ta, cái hạnh phúc nhất chúng ta có một cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Lý Đô Sài Gòn rất là mạnh, mà rất là đầy đủ. Nửa đêm, 2-3 giờ sáng, muốn ăn cháo, muốn ăn phở, muốn ăn bất cứ mà sao rảnh không? Chúng ta đi ăn là có ăn, được phải không nè? Cho nên chỉ có Lý Đô Sài Gòn thôi, 50 tiểu bang luôn, mình tính 50 tiểu bang, chỉ có Lý Đô Sài Gòn. Và mình nghĩ tất cả trên địa cầu này ngoài Việt Nam chỉ có Lý Đô Sài Gòn. Nhưng mà cái Lý Đô Sài Gòn nó đặc biệt như thế này, là mình đi ra nửa đêm một mình không sợ. Mình đi ra nửa đêm mình cũng không có quan ngại gì tới giật đồ, tới tông xe, tới nhất là ăn đồ mà bị ngộ độc. Phải không nè? Chỉ có sợ ma thôi. Sợ ma. Vâng, thật sự là Chris đi 20 ngày ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, mình mới cảm nhận được 13 tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ và sự hy sinh của tiền nhân ở cái đất nước này. Mình thấy nó vĩ đại vô cùng, vĩ đại vô cùng. Nếu quý vị nào mà có dịp đi từ tiểu bang Maine cho tới Carolina, North South Carolina, quý vị mới thấy được cái vĩ đại, cái sự hy sinh của những cái người chiến sĩ mà họ dựng nước, rồi họ giữ nước, rồi họ phát triển nước như ngày nay liên tục 200 mấy chục năm này. Mình mới thấy nước Mỹ number one là đúng rồi. Mà sẽ có công nhận là George Washington là ông tổng thống đầu tiên, phải không nè? Là ông được làm tổng thống đầu tiên, mà trong khi đó, thời gian đó là cả thế giới này, địa cầu này, nơi nào cũng là king, nơi nào cũng là vua, chứ không phải là tổng thống. Mà tổng thống George Washington
đã ra một cái hiến pháp, đó là dân bầu, chứ ta không muốn là ta làm vua suốt đời. Và ông không muốn gọi ông là king, mà hãy gọi ông là president. Và nhiệm kỳ thứ hai dân bầu là trong 13 tiểu bang thôi. Ở thời đó chỉ có 13, còn những tiểu bang phía dưới miền Nam đó là của Mexico. Đó, cho nên quý vị mới thấy được một cái người tổng thống đầu tiên đã dám bỏ cái quyền lợi. King là dữ lắm ạ. King là muốn giết ai là giết, muốn, tại vì cả một cái quốc gia là thuộc về king, thuộc về vua, phải không? Quân chủ mà ông dám từ bỏ cái ngôi vua đó để mà lấy cái chữ president. Và được, và King được nhiều vợ nữa. Ờ, cái đó có hả? Cái đó có. Vâng, quý vị có đọc lại chúng ta mới thấy là tại sao đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang hiện hữu ở trên number one thế giới là 200-300 năm trước, chúng ta cho là 300 năm trước đi, mà George Washington đã dám rũ bỏ cái chức vị, cái quyền lợi, cái ngôi vua để mà lấy cái tên president là tổng thống, thì tất cả thế giới này muốn so sánh với đất nước Hoa Kỳ này phải 300 năm sau. Đơn giản vậy thôi. Chính vì vậy mà liên tục 300 năm nay, những cái khó khăn, những cái hy sinh và những cái thật là anh dũng của những người Mỹ ở tại đây đã thành công là vậy. Và đất nước không thể phủ nhận, bây giờ Hoa Kỳ là cường quốc nhất thế giới trên mọi lĩnh vực. Michelle nhớ nè, ngày xưa cách đây 50 năm trước, giải Nobel Hòa Bình về kỹ thuật, về khoa học, về nhân bản, về nhân văn, về thơ văn, về văn chương, hết tất cả, nước Mỹ cộng với thế giới chia đều với nhau. 40 năm trở lại đây, nước Mỹ chiếm 80% lãnh giải Nobel Hòa Bình trên các ngành nghề. Thấy chưa? Cái đó là một cái mà mình thấy tại sao nước Mỹ đi trước tiên phong. Và quý vị đi 13 tiểu bang, quý vị mới cảm nhận cái điều đó. Nếu mà chúng ta tinh tế tí xíu, chúng ta cảm nhận điều đó. Và bây giờ hiện tại, trước khi chúng ta vào một tí xíu thông tin, những cái thông tin mà nó rất là dồn dập trong những những ngày đây là nó gì? Thông tin của Tổng thống Trump qua bên Hà Nội để mà hợp với ông Kim Jong Un, và cái vụ mà cái wall, bức tường biên giới, và một số ông luật sư của Hen hoặc là mấy ông FBI đã làm lộn xộn. Nhưng mà cái vấn đề chính vẫn là chúng ta thấy cái tin của Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong Un nó sôi nổi thế nào. Không những nó sôi nổi thế giới mà sôi nổi cộng đồng Việt Nam. Vâng, và bây giờ chúng tôi trở lại với cái chương trình về thông tin đi. Chúng ta dĩ nhiên là Michelle rất là, quý vị thấy nè, Michelle chuẩn bị sẵn cho Chris một số tài liệu như thế này. Cứ tưởng là Chris đi xa chắc lơ đễnh với thông tin, nhưng mà thật sự là chúng ta làm truyền thông không có gì bằng cái thông tin. Một ngày không nghe thông tin, chúng ta giống như nó bị mất đi một phần nào của cái đời sống nó vui đó. Thì trong những ngày gần đây đã theo Michelle, mình nói về cái thông tin đầu tiên trước nha, là cái thông tin về cái cuộc họp thượng đỉnh của ông Kim Jong Un và ông Tổng thống Donald Trump. Theo cái nhận xét của Michelle, Michelle thấy thế nào? Thì để trả lời cho Chris, thì cho Michelle phát biểu một cái cảm nghĩ của Michelle về vấn đề này. Thì cũng như là mình cũng brief về những cái chuyện gì nó xảy ra trong cái khoảng tuần lễ vừa qua, trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh, để cho những cái quý vị nào vì bận rộn với đời sống, cơm áo gạo tiền, không có thời gian, thì đại khái là cái hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump và ông Kim xảy ra ở Hà Nội, thì tất cả là mọi người biết rồi. Nhưng mà cái điều mà, và cái diễn biến như thế nào, cái kết quả như thế nào thì mọi người cũng đã biết rồi. Nhưng mà hỏi riêng ý kiến Michelle để nói Michelle cảm nghĩ như thế nào về cái outcome của cái đó. Thì trước tiên đó, cái sự thất vọng của Michelle trước nhất đó, là ngay cái ngày cái hội nghị thượng đỉnh xảy ra ở Hà Nội, thì ở đây phía cánh tả, nghĩa là bên phía Dân Chủ, họ đã... Phía bên đảng Dân Chủ, nhưng mà phía Dân Chủ. Phía bên đảng Dân Chủ đã đưa ra một cái chiêu bài hơi elementary chút xíu, là đem ông
Michael Cohen ra để mà ông luật sư riêng của tổng thống Trump trong cái thời luật sư cũ đi, mình cho là luật sư cũ của ông. Cho nên đó là tại sao không sớm hơn một ngày mà không muộn hơn một ngày mà phải đưa ổng lên để question ổng về ông tổng thống Trump trong cái ngày mà hội nghị thượng đỉnh đang xảy ra, mà trong khi cái vị tổng thống Hoa Kỳ với cái sứ mạng đi qua bên đó là để cho không phải là cho quyền lợi của ổng không, mà cho cái quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ và cái hòa bình của thế giới. Cái sứ mạng của ổng rất là quan trọng. Trong khi đó thì phía bên đảng Dân Chủ lại lựa ngay cái ngày hôm đó để đem ông Michael Cohen ra, một cái người luật sư đã bị kết tội là khai mang. Thì cái lời khai của ổng có giá trị như thế nào? Thì theo anh Chris nghĩ như thế nào? Vâng, cái đó rất là hay. Không ngờ Michelle đã để ý tới cái điều này. Cái vấn đề chính chúng ta, bây giờ chúng ta nói từng phần nhé. Chúng ta nói cái phần tại sao có cái hội thượng đỉnh. Và rất là nhiều đồng hương của chúng ta nghe, thấy. Và cái số nhận xét đó cũng không có ít đâu. Vì nó ảnh hưởng tới tin tức chung quanh. Chứ thật sự ra thì mỗi người mà tự suy nghĩ, tự lấy cái kiến thức của chúng ta ra để mà nhận xét về cái cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và ông Tổng thống Donald Trump thất bại. Đa số ai cũng nói thất bại. Và rất là nhiều người thất vọng, thất bại. Ông Trump đi lần thứ hai cũng không được gì. Nhưng theo cá nhân của mình thì cái đó là một cái chiến thắng rất là lớn. Bây giờ chiến thắng rất là lớn. Đúng. Cái chiến thắng đầu tiên là trong vòng, chúng ta cứ nghĩ đi, trong vòng 24 năm ba đời Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và ông Obama, ba người đó là 24 năm, gần 1/4 thế kỷ, chưa được bao giờ, chưa có một cái giải quyết nào đối với Bắc Hàn. Và để Bắc Hàn cứ thọc ra, thọc vô, thọc ra, thọc vô và tiếp tục chế vũ khí nguyên tử, đầu đạn nguyên tử. Và không những chế mà thử nữa, thử qua bên cái địa phận của hải phận của gì, của Nhật Bản. Mà nơi Nhật Bản thì có ai? Có Hoa Kỳ, đúng không nè? Ba ông tổng thống không làm gì được, chỉ có một cái chiêu bài đó, cấm vận, và điêu, không điêu với lợi Bắc Hàn mà điêu với lợi China. Thấy không nè? Đúng cái rồi. Đó là cái điều mà trong khi đó thì tổng thống Donald Trump thứ nhất nói cho ông Kim Jong Un là cái ngày họp của ở bên Singapore đã thành hình, là cả thế giới đã mừng. Khi mà giữa hai người, một người thì rất là lì lợm, đó là Bắc Hàn, và một người rất là kiên định và oai phong lẫm liệt và quyết tâm. Phải, thay vì ông Trump nói câu này rất là hay nè, nếu quý vị tinh tế quý vị sẽ để ý, quý vị sẽ thấy là Trung Quốc có 1.000 cái đầu đạn nguyên tử, bên Liên Xô, Nga Xô có trên 1.000 đầu đạn nguyên tử. Chúng ta đã làm bạn được, huống chi chỉ có 1-2 cái nguyên tử của Bắc Hàn mà chúng ta không làm bạn. Tại sao phải khó khăn như vậy? Thế mà ông đã làm được. Và không những một cuộc họp thượng đỉnh mà đã được hai cuộc họp thượng đỉnh. Thế là gì? Thế giới thấy được và thế giới đã hưởng được cái hòa bình, cái khỏi mất đi cái hồi hộp. Và điều đặc biệt nữa là quý vị để ý là Kim Jong Un đã hứa một điều là từ đây cho tới cuộc họp tới là sẽ không có đầu đạn nguyên tử nào, tuyệt đối sẽ không có đầu đạn nào nguyên tử nào thả ra, thả vô hoặc là bắn thử hết. Như vậy cái đó không phải là thắng sao? Và tiếp lời với anh nữa, trước khi mình chấm dứt cái phần 1 là tại vì sắp hết giờ rồi, mình sao cũng nói về, anh nói vào cái điều khi người ta chỉ đánh giá ổng là thấy là ổng kết thúc bằng cái chữ quốc. Khi mình chữ quốc ra thật lúc, nhưng mà quý vị có nên nhớ rằng là ở trên nước Mỹ này, ai là cái người đã viết ra cái cuốn sách nghệ thuật đàm phán, mà trong 1987 là ông Donald Trump đã bestseller cái đó rồi. Là cho đó rồi. Thì vâng, chúng tôi cách nhà nha, chúng tôi sẽ trở lại với thông tin thương mại và sẽ trở lại với cái phần rất là hào hứng. Không ngờ Michelle rất là tường tận với vấn đề này. Cảm ơn quý vị, xin quý vị đừng rời máy.